Ôi, chào cả nhà nha, em giới thiệu số tiếp theo. Video này là 830 ạ. Ở lô gần đây thì em lên có tổng cộng là 17 mã hàng nha. 17 mã hàng như thế này. Thì giá em báo ở trên video là chưa có phí vận chuyển, ship vẫn là 30.000 một đơn hàng nha. Em ship có toàn quốc, mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Khách ở Đà Nẵng thì mọi người có thể ghé xem hàng trực tiếp nha. Mọi người chốt hàng thì nhắn giúp em vào Zalo hoặc là gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932 455 407. Nhắn giúp em cái video lấy ha. Đây là video số 830 nha mọi người, để em khỏi bị nhầm lẫn á, tại vì em lên cũng nhiều video lắm mọi người ơi. Rồi đầu tiên này, em có một cái này là muỗng xả của Shimano. Muỗng xả mồi nhé, cái này là hàng carbon Shimano. Phần cán chua của nó như thế này này. Cái này thì mình có thể ở đây là size như thế này là 50, thì mình có thể, nó có cái gờ vặn ở đây, mình có thể zoom dài dài ra 60 nữa mọi người. Dùng dài hơn 60 đó, xí lại như này này, còn không thì mình thu ngắn vô là 50 ha, theo từ size 50 và 60 cm. Đây, hàng Shimano xịn sò, cái carbon phần muỗng trên của nó như thế này. Cái này size L này, giá của nó là 200.000 nha. Mã muỗng xả, nhắn giúp em là muỗng xả Shimano ạ, dùng 50 và 60 cm, giá 200. Tiếp tục là một cái vợt để cho mọi người vợt suối, vợt Igada rồi đó mọi người. Cái đây là 50 cm, là chiều dài của vợt nha. Vợt ngắn nhỏ như thế này thôi, bên dưới thì nó có sợi dây như thế này, phần tay cầm. Cái này là vành nhôm nha, lưới thì nó không có bị rách gì hết mọi người nha. Lưới cũng sâu nè, lưới khá là sâu. Ở cái vợt này thì giá là 200.000, mọi người chốt nhắn giúp em mã vợt nha, giá 200 ạ. Vành kiểu oval như thế này đây mọi người, khá là đẹp ạ. Tiếp theo là một con máy câu. Đây, em có một con máy Daiwa Cố Nông nha. Con máy khô lục này, Daiwa Cố Nông Emblem X. Con này Cố Nông mua bên sống nha, máy rất là to mọi người. Hàng này là made in Japan nha, hàng đẹp. Đó, có sơ xước nhẹ phần chui. Đó, có kèm theo cước này. Mua bên sống nha, mua bên sống lưỡi gà ok. Đó, gà cước nhẹ này. Con lăng của nó là lăng xứ gâu. Dòng này thì mình đổ được trái phải hết mọi người. Vặn ốc ở đây mình đổ tay quay qua. Đổ trái phải sai lớn nha. Ở trên máy thì ghi là 5500 Emblem X. Mà cái body máy nó rất là to. Hoạt động đây. Con này thì cực kỳ mượt luôn. Cái dòng này thì khách câu lục thì lấy ok nha. Mô bin sóng ạ, đổi tay trái phải được, gặp tay quay được này, chốt chặn của nó này, hai chiều ok ạ. Rồi để em cân cái con máy này, nãy em quên cân trước, em cân con máy nha, em báo cân nặng cho mọi người. Dòng này thì máy to, nó trọng lượng cũng khá nặng đó mọi người. Máy này cân nặng là 680g mọi người nhé, 680g, size lớn nha mọi người. Hàng của Nhật, con này giá là 1.000.000. Daiwa Cố Nông mô bin sóng nha, lưu ý giúp em là mô bin sóng. Mô bin tĩnh thì nó sẽ rẻ hơn nhiều nha mọi người. Máy này là máy mô bin sóng, giá 1.000.000 ha. Rồi em sẽ đi vào cần ạ. Mã số 1 đầu tiên, ở đây là em có một cây cần 2 khúc. Đây, một cây 2 khúc. Cái này là độ cứng tốt. À, cây này là chất liệu phíp nha. Duy nhất ở lô này thì có cây này là chất liệu phíp thôi. Độ cứng 80 và 2m1, hàng của China xuất Nhật, màu đen nhá, khoen bát Fury rất là đẹp. Cái này ngoại hình mới đẹp. Phần chui của cần đây, bát Fury vặn này, độ cứng 80. Cái này, cái dòng khoen Fury của cái cần này, nó dòng khoen nó rất là dày mọi người nhé. Chân khoen nó dày đó, khoen xứ đen này đó, mọi người câu biển cũng rất là ok đối với cái dàn khoen như thế này. Đây, phôi cần mới đẹp nha, cần nguyên bản hết, đọt lớn, nội bu đây. Bu này cũng là bu Fury. Đọt này phải hơn 3 ly để em đo nè. 4 ly mọi người nhé. Đấy, 4 ly, 4 ly mốt, em đo tới 4 ly mốt luôn. Độ cứng 80, chất liệu là fit nha. Cái này là mã số 1. Dài là 2m1, trọng lượng là 304g. Giá 400.000 mã số 1. Giá là 400. Tiếp tục cây số 2. Số 2 thì em có là một cây của hãng Sakura. Cái đây là dạng Ikada rút. Ikada rút hai lóng nha mọi người. Rút hai lóng này. Đây phần chui đây.
pad là Furi FS6 hàng Sakura, chất liệu của nó là carbon nhé. Khoen nó là hai khoen Furi, hai khoen đá đỏ này, và cái ngọn của nó là rút dưới lên nha mọi người. Cái dòng này không phải dòng cắm nha. Đọt cái này đẹp lắm. Đây mọi người có thể xem, đọt nguyên bản không có bị hề bị bấm gì hết á. Đó, nó tháp thủy tinh từ cái vị trí màu trắng này lên ha. Còn khoen là đầy đủ hết. Đây, Igada thì ngọn nó rất là nhạy luôn. Đây mọi người xem nhọn này. Em đo chiều dài, cái này thì ở trên đây em thấy nó không có ghi chiều dài. Em đo nè. Đo báo chính xác ha. Cái này chắc tầm 1m8. 1m8 mọi người nhé. 1m80 ạ, cần Igada rút của hãng Sakura. Chất liệu carbon, đoạn này 0,5, 0,6 thôi. Đó. Giá cái này là 400.000 nha. Mã số 2, 112g, rút gọn là 1m. Giá là 400. Tiếp tục mã số 3. Em có một cây dây trong này. Cây này rất là cứng nha. Khách mình có thể độ khoe ngoài. Câu bạo lực, độ cứng 200, dài 2m7 nha mọi người. Cây này cần của Ryobi. Này, bát Furi tem vàng này. Cây này mới lắm. À, của New Forest, New Forest Made in Korea chứ không phải của Ryobi, màu cái màu nó giống thôi mọi người. Cái này là hàng New Forest Made in Korea, dài 2m72 khúc, độ cứng 200. Đó, hàng bạo lực nha mọi người. Khoen dẫn là khoen xích. Phần đọt của cần đặt xứ đầy đủ mọi người. Màu xanh như thế này. Đấy, đầu bù đây ạ. Đọt to. Ngọn 3,7 ly, 3,7 ly, độ cứng tới 200, rất là cứng luôn. Đấy mọi người xem em ấn xuống này, cứng ngắt. Nhẹ là 444g, 3 con số 4 nha. Dài 2m7, cứng 200, giá 800. Giá cây này là 800.000 ạ. Cần rất là mới đẹp luôn mọi người nha. Đó là mã số 3. Số 4 này, số 4 là em có một cây UL nha. Số 4 cây UL hàng chưa sử dụng nha. Nguyên hộp của Shimano, size SUL, một cây lua suối, độ cứng SUL, chiều dài 5,6. Shimano Charai nhé, dài 1m7, nặng 75g, 2 khúc 87cm, ngọn 1 ly 2 góc 6.0 nhé, tải 11-3g, tải dây là 1-3LB. Cái đây trong đây có giấy tờ này, túi vải nhé, và hộp cần đầy đủ luôn. Cái này thì cũng hay về lắm mọi người. Dòng này thì về mà nguyên túi này thì lâu lâu nó mới có, một hai cây thì đầy đủ túi hộp. Còn về trần thì hay về lắm, rất là về rất là thường xuyên luôn. Đây tổng thể của cần, cán của nó đây mọi người, bắt vặn nha. Cây máy đứng là hàng máy in Korea. Cây này thì hầu như chưa sử dụng, đầy đủ phụ kiện. 75g thôi. Cái này giá là 1,2 triệu nha. Thông số trên hộp đầy đủ bu, cái này là bu xích. À đem xem lại nè. Đúng là bu xích mọi người. Bu xích nhá, bu Furi xích. Khoen là Furi xứ xám. Giá 1.200.000, 1m7 và cứng SUL nhá, 2 phút như thế này. Đó là mã cần số 4 ạ, giá là 1.200.000. Tiếp theo mã số 5. Số 5 là một cây của hãng cây dừa, palm cây dừa nhá. Cây này là một cây cần AGE kết tập, tổng thể 2 khúc như thế này. Có logo dựng chui này, logo cây dừa, cây cọ dừa nha. Musing Line là bản cần AGE phô carbon xoắn nhé. Dòng này phô đẹp mọi người nhé. Bát vặn, có logo của nó đây. Bát của nó là ốp carbon như thế này. Thông số của cần, thì cây cần này nó sẽ có thông số là 6'3", là cây này rơi vào tầm 1m90 mọi người nhé. Tải mồi là 0,4-3,5g, tải dây là 1-5LB này. PE là 0,2-0,4. Đó, vô cần cọc và xoắn nha. Cái này cũng là khoen cần là khoen Furi xích hết. Đây, dàn khoen Furi xích nhé. À, cần mới đẹp nha mọi người. Ngọn của nó đây. Khoen Furi xích. À, ngọn ở trên đây thì nó làm màu trắng như thế này đây. Đó, cái này nguyên bản của nó như vậy luôn mọi người nhé. Đầu bu cũng là Furi xích này. Cái vị trí ở đây là cái lớp chỉ keo lâu ngày nó bị ố một xíu nha. Đó, nguyên bản của nó như vậy à. Màu trắng thì nó dễ thấy hơn màu đen mọi người. Màu đen có nó ố một xíu mà không thấy đâu. Màu trắng thì nó rất dễ thấy.
nó có ảnh hưởng gì đâu mọi người nhé. Đó, ngọn nhỏ này, độ cứng tầm UL thôi, mọn 1,1 ly. Cái này thì cân nặng của nó là 88 g, mã số 5, 1.500.000, mã số 5, 1.500.000 ạ. Cây của hãng Thang. Đây, tiếp theo này, mã số 6 này, 6 cây này, cái này cũng là hàng chưa qua sử dụng đâu. Nguyên hộp túi một cây Kangaraff, Kangaraff Amber Stun, cây này là made in Japan nhé. Một cây hàng của Kangaraff rất là đẹp nha mọi người. Cây này thông số của nó là 6 feet 4 inch, là 1m92 ạ, 1m92 nhé. Tải mồi là 2-5 g, tải dây là 2-5 lb, KCS64EXL. Đó là cái thông số của cần nha. Đó, cái logo trên hộp nó này. Cái này có hộp, có túi, túi fan này, giấy tờ trong đây đầy đủ hết mọi người nha. Đây. Cần đã. Này cần rất là đẹp. Túi của nó là dạng túi màu xanh, cái gì xanh như thế này. Còn cây cần đẹp. Đây, tổng thể của cần hai khúc như thế này. Dàn khoen toàn bộ là khoen Furisic ha. Cán của nó là cán bần này. Đó, bát của nó là bát bạn như thế này. Cái này thường này phần trên thì còn bọc niêm nhé. Màu đây, cầu quả nắng đẹp lắm mọi người. 2-5 g. Đấy, mở kinh nhé. Ở trên đây thì là vân mù. Khoen nó là toàn bộ Furisic hết. Ngọn của cần ạ. À, em đang bán cây này giá là 1.500.000 nha mọi người. Giá là 1.500.000 thông số à. À, để em đo cái ngọn này. Cái này ngọn á là 1.4 ly, trọng lượng của cần. Trọng lượng của cây cần này nó sẽ là 70 g nha, 70 g. Dài là 6.4 ft, là tầm 1 m. 1m92 nhé, 1m92, 93 gì đó mọi người. Cái này có giá 1.500.000, hàng nguyên túi hộp đầy đủ hết, đầy đủ phụ kiện nha. Rồi đó là mã cần số 6 ạ, đó là mã số 6, em lên tiếp mã 7. Mã 7 là một cây Matograph 2 khúc. Cây này cứng này, cây này là cây cần thông số thì nó để là thông số lưu mực. Phần gốc đây, cây cầm cánh nó mút xốp bát vặn Fury của hãng Matograph nha. Thông số của nó này 862EX, cây này EGI mát tới 5.0, dài 8.6, là 2m58, BE là 1-2 chấm nha. Đó, Matograph Tipper Gross. Đó, cây này phôi của nó là phôi carbon sống, và màu là nó kiểu màu ánh xanh tím như thế này mọi người. Đây, không ngoài nắng là ống ánh đổi màu ấy. Phen Furisic nồng súng. Đấy, xanh tím than, kiểu màu của nó là như thế. Đấy. Và ngọn của cần đẹp. Nguyên bản nha, gòn khá là đẹp. Đó, cái này thì so cần lưu, cái này độ cứng M, cứng M nhé. Hơn M nữa. Dài 2m58, 2 khúc ạ. Ngọn em đo 2.2 ly. Mã cần này là mã số 7 nha. Giá cây này là 1.500.000. Trọng lượng là 176 g. Mã số 7, 1.500.000. Mã số 8 là một cây cần tay lóng ngắn. Cây hàng Suzumi, dung được 4m9 và 5m3, 2 size trên một cây cần nha. Lóng ngắn này thì thu gọn 54 cm. Đây, ngoại hình này. Cái này thì ngoại hình còn khá là đẹp nha mọi người. Đây là lóng dung 4m9 và dung được size 5m3 nhé. Cứng thì khoảng 3H, độ bu là 360 nhé, bu xoay. Đường kính ngọn nó là 1 ly. Đây, phần ngọn của nó này, cây này độc đặc. Từ lóng 2 là các bánh sáng như này. Cái này thì các lóng bên trong nó mới đẹp, đầu lóng đó, đầu ngọn thì nó các lóng đều có những cái đường này là trang trí của cái cần đó mọi người. Cái đường lai trang trí của nó nhé. À, lóng nào cũng có hết. Nó lóng của cây cần này thì ngoại hình sáng.
phần ra thẳng nha, độ cứng khoảng 3H, dài là 4m9, zoom được size thêm 5m30. Đây, đây là cái gờ zoom này, nóng zoom đây. Rồi đây, cái cần này hàng của Suzumi, trọng lượng 158g, cứng 3H, nhẹ thu gọn là 54cm và giá là 600 ạ. Mã cần số 8, tổng thể như thế này, 600. Cái số 9 là một cây Shimano Mini Rook, tổng thể đây, phần chui đây, cán mốt xốp nha, độ cứng 30, dài 1m8 nha mọi người. Đây, thông số này, khoen Fury xứ xa, khoen Fury lõi dạ quang, 6 khoen gồm cả đầu bô, không lỗi lầm nha. Đường kính ngọn của cần là 1,7 ly. Và bên trong đây, đây là lõm ngọn của nó này, lõm thứ hai ạ. Đó, cây này thì cũng có những cái vết trầy lẹt quẹt mọi người nhé. Cây này thì không có được mới tinh tươm đâu, nó có những cái vết sơ xước như thế này. Em sẽ view kỹ mọi người xem nhé. Màu bên trong thì tất cả đều là màu xám. Đó, độ cứng 30, 1m8, có ghi rõ ở cái lõm sắt gốc, hàng của Shimano. Đây, sơ xước này. Đó, hơi chảy xước một chút mọi người nhé. Rồi cây này là giá là 600.000. Cây cần mã số 9. Trọng lượng 112g, thu gọn 45cm, độ cứng 30, dài 1m8, giá 600 ạ. Lên tiếp mã 10, em có một cây ISO khoen nhỏ của Daiwa. Cái này thì nó cũng có chế độ zoom. Đây là một dòng Daiwa Pro Grand. Đó, Pro Grand này. 1 5m3, và nó có thể zoom size 4m rưỡi ạ. Đây nó có ghi rõ này, tổng thể như này, màu của nó là màu xám phối đen góc đây ạ. Đường kính góc cây cần là 20.2, bát Fury Talic, đọc 1 5m30, hàng Daiwa made in China. Đó, tem nhãn đầy đủ. Đó, ngoại hình thì nó cũng có sơ xước nha mọi người, nó có sơ xước dâm này, 4m rưỡi. Đây là cái lóng zoom màu xám chì, đọt 1 ha, đọt 1, khoen Fury xứ xám, không có lỗi khoen nào hết. Đường kính ngọn là 1 ly. Đây, ngọn của nó đây ạ. Lóng 2 này. Nó cái này là chiều dài em đo là đủ chiều dài đó mọi người nhé, 4m rưỡi và 5m3. Đây, các lóng bên trong cái này nó cũng còn ok, có trầy xước nhẹ nha mọi người, chứ nó không có phải là được mới tinh tươm nhưng cái cần mới nguyên đâu nhá. Đấy, này hàng đã qua sử dụng, nó có trầy xước lẹt quẹt. Mới còn mình kỹ quá thì mình tìm bỏ qua hàng bãi. Đấy, cái này đã qua sử dụng hết ha. Đó, sơ xước lẹt quẹt như thế này, chứ còn nó không có vào phôi nước phôi ảnh hưởng phôi, để em không có bán đâu mọi người nhé. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng y như video em báo thì mọi người nhận. Cái này giá 600.000, trọng lượng là 198g, rút gọn 1m nha. Mã số 10, giá 600, dung 4m rưỡi và 5m3, độ cứng 1. Cái này hạ tay tầm 3H ạ, mã số 10. Rồi kim tiếp mã 11 này. 11 là một cây ISO, cái này khoen lớn, một dòng cần hệ của Daiwa Powermate. Nhưng mà cây này thì ngoại hình nó không đẹp, ngoại hình cây này thì nó có trầy xước nha. ISO khoen lớn bao mét và dàn khoen của cây này là khoen Fury xích hết. Góc đây, bát vặn nha mọi người. Đọt số 4 và 4m rưỡi. Power mét carbon wicker với hai da nha. Đấy, dàn khoen Fury xích này. Bù cũng Fury xích luôn. Đấy, nó không có lỗi khoen, nhưng mà nó kiểu như khoen nó không có được sáng khoen mọi người nha. Nó có bị tróc cái lớp sơn đen như thế này. À, nó không có được sáng trên khoen hết lắm. Giờ còn không có khoen nào nứt nha. Ngọn này 1 ly rưỡi. Đây, các lõm bên trong đây. Vô carbon sắn như này. Lõm 2 đây nhé. Từ lõm thứ 2 sẽ là carbon 2 da. Lõm thứ 3 đây ạ. Đây, có trầy. Trời lẹt quẹt nhé. Cái này thì nó có đường dẫn lóng, lóng 4, nó có đường dẫn lóng như thế này nha. Rồi cái này, phần góc này, góc của nó có trầy như thế này này.
đây nó có đầy này, iso khoan lớn nha, đọt số 4, 4,5 m. Giá cái này 1 triệu nha mọi người. Một cái hàng hệ của Daiwa Powermat, 286 gram, rút gọn là 102 cent nhé. Em để giá 1 triệu, mã 11. 12 thì là một cây Ikada của Gamakatsu. Cái này là có cái túi vải 1,5 m. Cái này là 1,5 m thôi, hàng của Gamakatsu. Cái này là dạng đời cũ nha mọi người, Gamakatsu đời cũ này, dài 1,5 m, hai ngọn. Một ngọn nó có cái ống đựng này. Ống này thì nó rớt một cái đầu su rồi, còn một đầu thôi, cái nút su như thế này. Một ngọn thì ở trong đây. Ngọn đặt hết nha, hai ngọn đặt. Có logo Gamakatsu. Dài 1,5 m, khoen đầu tiên nó là khoen Fuji dạ quang như thế này. Đây hai ngọn của nó nha. Hai ngọn này thì chiều dài em đo thấy đủ đó mọi người. Đó, dài như nhau nè. Nó có khoen đầy đủ hết nhé. 0.5, 0.6. Cái này em bán giá 900 ạ. Nó chui nè, cái này cái phần nút ở bên dưới thì cũng có cái móc ở đây, nó hơi bị oxy hóa ha mọi người. Về mọi người về vệ sinh lại. Cái này là kể mình móc cái cột cái dây bảo hiểm á. Lỗ cắm như này nó vẫn có đầy đủ hết. Rồi tổng thể nó như thế này nha. 90 gram, rút gọn là 80 cm, 900.000, mã cần số 12 ạ. Hai đọt 1,5 m của Gamakatsu. Bỏ vào nhé. Tiếp theo mã số 13. 13 cũng là một cây Ikada nữa này. Cái này thì dạng hàng nghệ nhân đó mọi người. 1,8 m, 1,7 m, 1,7 m, 1,75 m nha. Cái này thì dạng hàng nghệ nhân, nó có tới 3 ngọn luôn, một ngọn ở trong đây nữa nè. Đó, khách nào em yêu khoa học hay là mình về mình độ, mình chế hay là làm độ thêm Ikada mà có sẵn ngọn độ thêm luôn mọi người. Nó về cả 3 ngọn thì em bán 3 ngọn nhá. Chui của nó nè. Cái cây cái anh này làm cái góc nó rất đẹp mọi người. Tay cầm cán trúc thật ạ. Phát Fury Tanlic cuốn sợi mây. Cái này là dạng hàng nghệ nhân nhá, trên cần thì nó sẽ không có tên gì hết. Đó, người ta làm kim tuyến xanh phần đây trang trí á mọi người. Phần đây những cái vị trí khoen á đều làm một cái kiểu chỉ kim tuyến xanh. Khoen đá trắng. Đó, hai khoen ở góc nha. Và ba cái ngọn đây, ba ngọn đặt hết nha. Đặt đây thì nó sơn lại thôi mọi người. Bán ngọn đặt hết. Đó, các vị trí khoen là nó đều quấn cái đầu kim tuyến này. Mình có hoa tay về mình làm cho đẹp hơn thì mình làm theo ý của mình. Nó còn hàng về như thế nào em bán như thế mọi người. Đó, ba cái ngọn thì nó như nhau. Đó, khoen đầu ok hết này. Có một cái khoen này nó bấm một xíu rồi. Ok đây thì như vậy. Đó, dài 1,75 m, 1,8 m nhé. Cái này em bán 800.000. Dài 1,75 m, cái ngọn dài nhất là tầm 1,8 m nha, còn đâu là ngắn nhất là 1,75 m. Tổng thể đây 140 gram nhé, mã số 13. Đó, có phần chui của nó là dạng chui gỗ bè như này. Giá cây này 800 ạ. À, lên tiếp số tiếp theo, mã số 14. Mã 14, mã 14 là em có một cây lua. Cây này cũng UL luôn, cán hở này, hàng của Suzumi bát vạn. Cái này cái làm phần bát cũng đẹp lắm mọi người. Hàng này là Suzumi của China xuất Nhật, dài 6 feet là 1,8 m, tải mồi 2-5 gram, tải dây 2-6 lb. Cái này xanh tím như thế này, phối bạc, khoen hãng nha. À, cứng UL, còn cũng còn khá là đẹp nha, nguyên bản hết. Cái này giá 500.000. Ngọn của cần là 1,4 l, trọng lượng của cần là 82 gram thôi, mã 14. Mã 14 giá 500.000 ạ. Mã 15 là một cây lua. Cây lua, cây lua 3 khúc này. Cái này là 3 khúc Shimano cắm lỡ. Cái này hàng mới nguyên nhé, có túi vải zin. Túi Shimano của nó luôn đây mọi người. Túi chia 3 ngăn được 3 lóng cần đó. Cái này là hàng như mới thôi. Góc của cần dạng cắm lỡ. Tay cầm mua xốp, phần màu xanh còn mới lắm này. Bát Fury, bát của Si. Hàng này là Made in Indonesia nhé. Made in Indonesia. À, chiều dài đây, dòng Shimano Sati Game, dài là 1003. Cây này dài 3 m, 3 lóng,
tải mồi 7-15g, tải dây 6-14 lb nhá, mấy Indonesia. À, màu xám như thế này, ngọn đây ạ, à, lóng giữa đây, khoen của nó này, Fury xứ xám, khoen mới đẹp nha mọi người, đấy, không lỗi lầm gì hết. Có thông số tải mồi, tải dây đầy đủ ha, đầu bu là Fury xích. Ngọn cây này em đo là 1 ly 9, trọng lượng của cần sẽ là 194g nhé, mã 16, à nhầm, mã 15. Cây này có giá là 1.300.000. Rồi, tổng thể là 3 khúc cắm lỡ như này, dài 3m nha, mã 15, 1.300.000. Tiếp theo em lên mã cuối cùng nè, số 16 ạ. 16 là một cây của Shimano nha mọi người. Đây ạ, một cây High Power Super X, đọt số 3, dài 5m4, mà cây này là ISO hạ tay nhé, ISO hạ cần tay rồi nè, các đầu lóng thì bao chỉ như này. Đó, cái này về hư khoen á mọi người, về hư khoen thì hạ tay đây, đường kính góc này 21.2 ly, góc là 21.2 ly nhé. Cái này thì đọt của nó sẽ là đọt đặc đây mọi người, đọt của nó sẽ là đọt đặc nhé. Các lóng bên trong này. Đó, cái này thì sẽ là phôi xoắn hết đây mọi người nhé. Đoạn chui lại ha. Đã gắn sợi dây đầu rồi nhé. Đường kính ngọn em đo cây này sẽ là 1.1 ly. Đây, phần ngọn của nó này. Lóng 2 đây. Từ lóng 2 sẽ là xoắn hai da như thế này ha. Cái này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4H mọi người nhé. Tầm khoảng 4H ạ. Đó, ngoại hình hoàn ok. High Power Super X Full Carbon 2 da xoắn ha. Cái này trọng lượng của cần sẽ là 236g, thu gọn là 96cm, 1.200.000 ạ. Mã cần số 16, 1.200.000. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm 16 mã hàng ha. Mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em qua số điện thoại 0932 455 407 hoặc kết nối vào Zalo giúp em để chốt đơn ạ. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo ạ.